Các bạn thấy chất của lọc chưa? Có lọc vào thì độ hay nó tăng lên 30-50% cho anh em chơi. Nếu anh em thiếu lọc thì nó đã vẫn là chưa đủ để một bộ âm thanh hay các bác nhá. Gần Tết rồi, cửa hàng về tiếp một con lọc nhạc của Nhật, đó là Pioneer, để giá cực kỳ tốt cho anh em, 3,3 triệu bao ship luôn cho anh em. Pioneer các bác nhá, cỡ là cỡ 42, đẹp keng luôn, mặt tiền đẹp keng, 7 cần gạt cho một vế loa, hàng bãi zin đét luôn, và có đèn sáng ở đầu cần, đèn sáng ở đầu cần này anh em này, rất sáng sủa. Lọc của Pioneer thì nó chỉ làm 7 cần gạt anh em nhá, nhưng tần số thì nó đầy đủ như nhau. Chất âm bao phê cho anh em, cực kỳ hay luôn. Ghép vào thì nghe nhạc của các karaoke nó nâng tầm lên rõ rệt. Đường vào âm thanh, đường ra, đường vào còn lại, hai đường vào mà. Điện 100V. Bãi zin đét cho anh em chơi. Gần Tết rồi, bao ship luôn cho anh em chơi để cho nó sớm chợ. Mua sớm thì được chơi sớm các bác nhá. Đấy, khổ không? Bát nó đánh mạnh quá, cái loa đằng kia rung còn đổ rồi anh em ơi. Có lọc vào ấy, bát mới chép nó rõ, nó căng tròn luôn. Xin chào các bác.